Chào tất cả các chú chị mình đang xem video trên kênh Vườn Lan Minh Thắng nha cả nhà. Thì lại tiếp một cái lô vàng lửa đỏ nữa, cây rất là lùm nha anh chị, cây rất là mập luôn. Thì bông vàng lửa đỏ thì một chút em sẽ show cái mặt bông cho anh chị mình xem ha. Cái dòng này cây rất là khủng khiếp nè, em phải nói là cây rất là mập, anh chị em lưu ý nè. Cây rất là mập. Cái vàng lửa đỏ anh chị ha. Rồi em mới vừa về cái lô mà em thấy hết hồn luôn. Cây mà mình trồng vườn mà trồng như thế này thì cái bông không bao giờ mà xấu được, tại vì có đủ sức, dư sức rồi nha cả nhà. Có nhiều anh chị mình nói cây mập rồi bông nó xấu, nó ngắn thì đó, không phải nha. Cây mập thì nó sẽ đủ sức nuôi bông, thì cái bông nó ra rất là ngon lành nha anh chị. Đó là bên em hay chăm rồi, có những cái vỏ bông nó đã ra như thế rồi đó. Cây nó ít ít nhưng mà cây rất là mập nha anh chị ha. Nhà tham khảo giúp em ha. Thì sản phẩm này cũng đang bán trên thị trường luôn là 5 chậu nha anh chị. 5 chậu này anh chị mình vô là mình có thể làm một cái chậu khổ rất là khủng nha. Tại vì cây nó quá bự. Phải nói là cây nó khá là to luôn anh chị. Quá to luôn. Thì lô này chia sẻ với anh chị mình cũng là 5 chậu 340 ngàn. Em về thêm một lần nữa. Đó. Lần này về lần 2 anh chị ha. Thì lâu lâu thì em rút một lần rồi đó. Ví dụ như nó vườn mình mới chuẩn bị hết cây á thì bắt đầu mình rút về. Còn sản phẩm nào thì bán sản phẩm đó. Dù đang còn vàng lửa đỏ thì vẫn bán vàng lửa đỏ như thường anh chị ha. Cái đọt nó đây nè. Anh chị em xem bằng tay của em nha. Cái lá của nó là đây anh chị ha. Đó. Thì rất là ghê gớm. Có nghĩa là quá mập anh chị. Cái giò hoa của nó đây anh chị em ha. Giò hoa của nó chuẩn bị bung nè. Một gang một là 20 sen 30 sen á, tại vì đây nó cũng còn lăn lên nè. Còn cái bông bối thì cũng có luôn, cái bông đang có bông đang nở nha. Đó anh chị xem tham khảo giúp em ha, cái cây quá trời cái đọt luôn. Thì em ship có toàn quốc anh chị em, mình chốt giúp em một combo là 5 chậu 340 ngàn. Và trong cái combo đó em sẽ tặng anh chị mình một củ phân để anh chị mình chăm sóc nha. Hôm nay là có những em về cái lô này để phục vụ như tất cả các anh chị em mình mà mới chưa lan, anh chị mình có thể sử dụng được cái bón hoặc là cái mình chăm cái cây lan mình đó đầu tiên á, cũng như là từ cơ bản lên đó thì phải từ cây dendro anh chị em ha. Thì cây dendro vàng lửa đỏ này cây thân lá hay là bông gì nó cũng đẹp, thì để mình chơi cho nó vui thoải mái thì đó, mầm lên rất là mạnh nha. Chậu này chậu phi 12 anh chị em ơi, thì sẽ có toàn quốc luôn, giao lưu với anh chị em mình là combo 5 chậu. Rồi em sẽ quay một con nhìn cho mình xem ha. Đây là mặt bông của thằng vàng lửa đỏ anh chị ha, một bông khá là đẹp, khá đẹp trai luôn, quá đẹp anh chị. Cái này là bông nó nở gần tàn rồi nha. Bông này bao lâu có tàn thì em xin trả lời luôn, thì nó khoảng là một tháng mấy, một tháng rưỡi đến hai tháng, có nhiều khi là hơn hai tháng nữa nha cả nhà. Đó, nếu mà cái cây mà đủ sức như vậy, cái vỏ bông nó rất là lâu. Cả nhà mình tham khảo giúp em ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã đến với video của em ngày hôm nay nha anh chị ơi. Chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ nha.